2 4 8 20 12 34 65 100 131 130 thấy chưa? 267 358 423 lại cái 267 nữa sau rồi đến 180. Đấy. Cũng đơn giản mà, phải không? Đấy, có trong sách nhá. Thế rồi, các bạn làm thêm cho nó cái phác đồ mắt mờ giảm thị lực trong sách cọ. Giờ tôi không làm nữa. Nha. Mắt mờ giảm thị lực được không? Và làm đồ hình của mắt. Nghe chưa? Đồ hình của mắt thì đây. Trên trán là đây có một cái đồ hình này. Đâu không? Đây. Thấy chưa? Đấy, nha. Cái đồ hình của nó ở trên này cũng có này. 358 558 200 300 cái gì đi? 300 trên cái 106 này này. Ở đây 557 là đồ hình mắt ở đằng sau gáy. Đây, ai chuyển sau này ở nhà ai làm cho nó? Đây, nhìn đây. Này. Đồ hình mắt ở cổ gáy. Ừ, đây. Đây, ở lưng. Thấy chưa? Đồ hình mắt ở cổ đằng trước nha. Mẹ làm cho con không sợ gì cả nha. Ngẩng lên này. Thấy chưa? Đồ hình cổ này. Đây, cổ này. Đây. Đây, thôi có thấy cái xương quai xanh đây không? Đây. Dưới này một tí, đây chưa thấy chưa? Đấy nhá. Nhưng mà thế này ta bảo này, mẹ làm cho con thì không sợ va chạm. Nghe chưa? Nhưng người khác làm mà con gái này là người ta kiêng kỵ, người ta không muốn động vào cái ngực của nó. Nghe chưa? Mà thực ra có động thì cũng chẳng chết ai, nhưng mà cố gắng để cho nó khỏi mang tiếng là thế nọ thế kia nhá. Thế thì đây, nhưng mà ta phải bảo để cho mẹ nó biết mà làm cho nó nhá. Đây nha, cái xương quai xanh đây. Thấy chưa? Đây, dưới cái xương quai xanh đây một cái. Đây một cái chưa? Đấy. Đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Còn nếu tích cực nữa là mẹ nó trông thế này đây này. Nghe chưa? Đây, một cái, đây một cái. Nghe chưa? Đấy, nhưng mà đừng động vào chạm vào ngực nó là mang tiếng, nhất là đàn ông con trai là không cho. Nghe chưa? Chứ không có thì được rồi, đừng chờ tí. À, trưa nay không cần đâu. Các bác ấy cho ăn rồi. Nãy thấy bảo rồi mà phải không? Thế thôi, thế mà các bác cho ăn thì ta đi đánh chén ngoài đó còn ngon hơn ở nhà. Thấy chưa? Chưa xong. Con đưa tay đây. Đây nha. Mắt số 1. Mắt số 2 đây. Đây này. Nhìn tay ta đây. Đây này, mi trên đây, mi dưới đây. Đây cũng mi trên đây, mi dưới đây. Nghe chưa? Đây là mắt số 1, đây là mắt số 2, mắt số 3. Đây, mi trên đây, mi dưới đây. Này, nhá. Đây. Đây nha, làm đây là 1 2 3 4. Còn cái này ở đây 5. Thấy chưa? Và thứ 6 đây, nắm tay vào. Đây. Thấy chưa? Mắt cá tay đây. Rồi, sau đó hờ nóng cái này. Rồi, mẹ làm cho con, không cần nữa. Này, cố gắng nhá. Mắt tinh tường hoàn toàn. Thi đỗ đại học. À thế hả? Thì lúc bây giờ mới được lên xe hoa. Phải bắt cho được một thằng to cao khỏe mạnh, đẹp trai, giỏi giang. Nhớ chưa? Lúc bây giờ hả? À, làm rồi. Tôi phải làm cho mẹ nó xem rồi mà. Nhớ chưa? À, nhưng mà nhớ lúc bây giờ phải
Trốn kiểu dạ có tôi vừa dặn rồi, hơi ngại nhá. Số cô bảo cái Huyền nó hướng dẫn lại cho.